Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Khánh. Thì các bạn đã biết thì World Cup 2010 thì đội vô địch đó là Tây Ban Nha, và lúc đó Tây Ban Nha sở hữu đội hình rất khủng. Nên video này mình muốn hướng dẫn các bạn cách hát đội hình của Tây Ban Nha thời 2010 nha, là đội hình huyền thoại luôn á. Thì Tây Ban Nha thì là có nhiều câu lạc bộ lớn như Atletico Madrid, hay Barcelona, hay Real Madrid nhớ. Và mình cũng rất thích đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha nha. Mình sẽ cho bạn coi cầu thủ của mình nha. Thì cầu thủ của mình thì có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại có rất nhiều cầu thủ của Tây Ban Nha nha. Ví dụ bên hàng thủ của mình thì có bốn cầu thủ của Tây Ban Nha, đó là Jordi Alba với Sergio Ramos, với Gareth Bale, với Hector Bellerin. Thì bên tiền vệ thì có Iletta với Buquet, Roberto. Rồi chắc hay đó bạn. Còn thủ môn thì mình có David De Gea. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hát đội hình của Tây Ban Nha, huyền thoại Tây Ban Nha nha. Lúc đó thì có thủ môn Casillas nữa đó. Rồi nếu các bạn nào thích đội hình huyền thoại của Tây Ban Nha thì các bạn cứ làm theo mình nha. Bước đầu thì các bạn thốt cái này ra. Rồi các bạn thốt cái này ra nha. Rồi chút nha, các bạn vô Google và các bạn nhớ bật wifi hoặc dữ liệu nha. Cái link này thì mình đã viết sẵn rồi, chút nữa mình sẽ để link này ở dưới phần mô tả video này nha. Rồi khi tới mục này thì các bạn nhấn mục tải xuống ở trên này. Rồi các bạn đợi một chút nha. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh mình nha. Sao lâu vậy ta? Tốc độ chạy nó phụ thuộc vào tốc độ mạng và wifi của các bạn thôi. Rồi đăng tải xuống, các bạn đợi một chút nha. Cái này thì nó tải cũng nhanh thôi. Rồi để mình coi nó đã tải xuống hay chưa nha. Chi tiết. Rồi đã tải xuống đội hình huyền thoại Tây Ban Nha. Khi tải này xuống thì các bạn giá này nha. Các bạn thúc nha. Các bạn vô ứng dụng AS quyền tập tin nha. Ứng dụng này thì các bạn có thể tải trên Google Play cũng được. Cho mình vô nha. Cái này là giao diện chính của cái ứng dụng AS quyền tập tin hồi nãy mình có nói với các bạn đó. Rồi. Thì các bạn nhắm vào chỗ ba gạch dùng mình nha trước khi hát. Các bạn nhắm mục nội bộ. Này, cái này mình chưa nhắn cái gì nha. Các bạn nhắm mục nội bộ thì nó sẽ hiện ra cái mục Hotmail, trang chủ, thiết bị, tải xuống. Các bạn nhấn mục tải xuống nha. Cái tải xuống thì đây thì các bạn đã thấy đó, đội hình huyền thoại này. Các bạn nhấn vào đội hình huyền thoại nha. Cái này thì nó không cần giải ném nha. Các bạn khỏi cần giải ném nó. Rồi các bạn nhấn xem cái này. Kéo xuống xem thì nó có gì. Không có gì hết. Trở về, các bạn nhấn mạnh cái này. Và các bạn khi các bạn nhấn mạnh nó thì nó sẽ hiện ra cái ba cái mục. Đó là mục chạy nẻ với mục tìm kiếm web với mục chém. Các bạn nhấn mục chém nha. Sau đó các bạn nhấn lại chỗ ba gạch lại. Các bạn nhấn vào mục trang chủ giùm mình nha. Thì mục trang chủ thì nó sẽ hiện ra có rất nhiều chỗ. Thì các bạn nhấn mục A vừa vô nha. Đây mình nhấn mạnh cho bạn coi nha. Đó, trở về nha. A vừa vô này đó. Khi bạn nhấn vào mục A vừa vô thì nó sẽ hiện ra cái mục data Medit OBB. Các bạn nhấn mục data nha. Này, mục này này. Đó, mục data đó. Nhấn vô. Khi nhấn cái mục data thì nó sẽ hiện cái này giao diện cái ứng dụng của các bạn đã tải về. Thì các bạn kiếm mục đời game này. Cái tên của nó thì mình sẽ không đọc được vì dài và mình cũng không hiểu lắm. Nên mình chỉ nhớ cái hình nó thôi. Đó, các bạn kiếm cái hình đời game và không có hình đời game thì các bạn có thể kiếm cái tên đời game cũng được. Rồi nhấn vô nha. Khi tới cái mục này thì các bạn nhấn vô cái này. Rồi. Các bạn nhấn mạnh cái PDF này này. Các bạn xóa cái này đi nha. Xóa nha. Rồi mình xóa đó. Khi các bạn xóa thì không có gì thì các bạn dán lại nha. Dán cái phần hồi nãy các bạn vừa mới sao chép á. Mình cũng vừa mới sao chép đó, các bạn dán nha. Rồi. Dán. Khi dán này xong thì các bạn thốn này ra. Các bạn vô đời game nha. Rồi. FTV chắc mình nghĩ là được rồi đó. Các bạn cứ làm theo mình là được thôi. Đó. Hồi nãy mình đã khá rồi đó.
Rồi phía các bạn đã thấy đó, logo của Tây Ban Nha đây là mang cách Putin. Thì mình sẽ cho bạn coi đội hình mình vừa mới hát nha. Thì đội hình vừa mới hát thì mình cũng đã nói rồi đó, có Casillas. Tại cái này thì mình lười nâng cấp lắm nên mình không nâng cấp chút nữa. Các bạn có thể coi video nâng cấp cầu thủ của mình, video nâng cấp cầu thủ không giới hạn của mình nha. Thì mình sẽ giới thiệu sơ về cầu thủ mình vừa hát nha. Có Iniesta với Alonso, với Xavi, có Casillas nữa, Yamot, Toyet, Boyata, David De Gea, Thiago, Costa, Pedro, Pangilinan, Busquets, Isco, Mata, Conca. Cầu thủ này đang đá ở Atletico Madrid đó bạn. Nacho đang đá ở Real, đang ở Atletico Madrid. Pique đá ở Barcelona. Kuman đá ở Atletico Madrid. Hector Bellerin đá ở Arsenal. Mình nói này, nếu như các bạn còn thích cầu thủ nào thì các bạn có thể vô mua rồi nha. Riêng cái đội hình này thì các bạn có thể đá online được, các bạn không cần đá quá 10 trận. Và chỗ này chỗ kết nối Facebook nha các bạn. Rồi bên này đá Ever quá. Rồi mình vô trận nè, mình sẽ hướng dẫn sơ cho bạn cái nha. Các bạn đợi mình chút nha. Đây, khi vô trận mà các bạn thấy cầu thủ mà nhỏ này thì các bạn có thể vô cài đặt lại. Các bạn nhấn vào chỗ cài đặt đó, các bạn chỉnh sửa cái này tới mức không thì nó sẽ hiện các cầu thủ to hơn nha các bạn. Rồi vô trận này đó, cầu thủ to hơn lúc nãy. Rồi mình ra nha, mình không muốn đá đâu. Rồi rồi thì mình sẽ nhờ các bạn nâng cấp luôn nha. Nâng cấp này, cái này thì nó chỉ cho nâng cấp 3 lần. Và các bạn nào mà muốn nâng cấp không giới hạn thì các bạn có thể vô coi video này của mình nha. Trở về nha, các bạn vô YouTube. Bạn đợi chút nha, các bạn gõ nâng cấp không giới hạn. Cầu thủ đời em tự này các bạn kiếm cái mục này nè, các bạn nhắn này nâng cấp cầu thủ không giới hạn, các bạn có thể coi cái này và tham khảo nha. Và các bạn nhớ đăng ký kênh mình nha, kênh mình vừa mới tạo thôi, không được bao nhiêu người đăng ký hết nha. Rồi mình vô game lại. Rồi ra nha. Và video này cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã coi video này và đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký cho mình nhé. Còn các bạn nào mà muốn mình làm đội hình nào thì các bạn cứ comment lại nha, mình sẽ làm đội hình theo yêu cầu của các bạn nha. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nha. Bye.